Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính. Và tính đến ngày hôm nay thì cũng một tháng rưỡi là cô Nguyễn Phương Hằng đã tạm giam rồi. Thì trong live stream đợt trước Phúc Tài Chính đã chia sẻ rồi, đó chính là bây giờ các bên ấy, họ chỉ muốn gán làm sao là cô Nguyễn Phương Hằng là có tổ chức, là tạo ra một tổ chức để cái tội của cô Nguyễn Phương Hằng nặng hơn. Và bây giờ những các bên gọi là bên đối lập, họ chỉ muốn dí làm sao là càng có nhiều YouTuber trở thành đồng phạm, trở thành tổ chức thì cái tội cô Nguyễn Phương Hằng gánh sẽ mạnh hơn. Thì với cái video này, hy vọng rằng Phúc Tài Chính sẽ chia sẻ quan điểm là có hay không cái chuyện tổ chức này bằng những cái sự kiện thực tế. Thì mời cô chú, anh chị và các bạn hãy cùng đón xem. Và tính tới thời điểm này thì mình nghĩ bây giờ là cơ quan điều tra đang điều tra đến các YouTuber. Bởi vì cách đây tầm khoảng một tuần thì cũng đã có thông tin từ báo chí nói rằng là 11 kênh YouTube là có dấu hiệu đồng phạm. Trước hết thì cũng không biết là đây có phải là tin chính xác từ cơ quan điều tra hay không. Bởi vì mình nghĩ rằng là việc cơ quan điều tra làm thì sẽ luôn luôn là bí mật. Thì không biết là cái nguồn tin này có chính thức hay không, nhưng mà cách đây một tuần thì cũng là tràn lan việc là 11 kênh YouTube có dấu hiệu là đồng phạm và cơ quan cảnh sát điều tra là đang là điều tra. Thì trong 11 kênh đó có các kênh như là Bánh Mì Đây này, Lang Thang Đường Phố này, Chuyện Đời Thường này, Trúc Ngân Vlog này, Lý Lắc Vlog này, Check In Sài Gòn, Tiến Vlog, Tuấn Kiệt PC, Tí Chuột TV, Trai Đồng Bằng, Sơn Sàn TV. Bây giờ thì cơ quan cảnh sát điều tra theo như những cái bài báo này viết thì là đang điều tra. Nếu như mà cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra thì mình nghĩ là mình nên làm video này kể những cái chuyện này giống như kiểu là một lời khai chia sẻ, để hy vọng rằng nếu cơ quan chức năng có thể nghe thấy thì đấy là điều mà mình hy vọng là mình mong muốn được điều đó. Bởi vì trong những cái kênh này thì có những cái kênh mình quen và trải qua những cái sự kiện cũng như là cái sự hiểu biết của mình, thì mình xin phép chia sẻ những điều này. Nếu như cơ quan cảnh sát điều tra các chú đang điều tra thì hy vọng rằng các chú có thể nghe được clip này và cô chú anh chị và các bạn có thể chia sẻ giúp mình. Trong 11 kênh này thì mình có quen các kênh như là Bánh Mì Đây này, Lang Thang Đường Phố này, Chuyện Đời Thường này, Check In Sài Gòn này và Sơn Sàm TV. Đấy là các kênh YouTube mình quen. Và với bản thân mình ấy, đồng phạm hay là tổ chức ấy, thì nó sẽ cần phải tuân theo nguyên tắc. Một là có cái sự đồng nhất, tức là sẽ có một cái sự chỉ đạo đồng nhất, trên nói dưới nghe, đấy mới gọi là tổ chức. Chứ trên bảo mà dưới không nghe hay là dưới làm theo một hướng khác thì đấy không thể gọi là tổ chức được, đúng không ạ? Và đồng phạm hay là tiếp tay là gì? Là tức là cái hành vi đó vi phạm pháp luật mà những cái người này thì lại cũng làm theo, ủng hộ theo đồng phạm và tiếp tay là như thế. Thì theo như cái hiểu của mình thì mình hiểu như vậy. Thì với những cái kênh như là Bánh Mì Đây, Lang Thang Đường Phố, Chuyện Đời Thường, Check In Sài Gòn này và Sơn Sàm TV là các kênh là các anh mà mình quen, thì mình xin chia sẻ cái câu chuyện của mình để xem là có thực sự là đồng phạm, là tổ chức hay không, thì cũng là một cái để các cơ quan chức năng, các chú có thể xem xét. Tức là về cái câu chuyện của mình, câu chuyện của mình thì như mọi người đã biết một điều rằng là khi mà cô Nguyễn Phương Hằng từ Hà Nội về thì cô Nguyễn Phương Hằng có lên livestream nói mình. Và tất nhiên mình biết là cái nguyên do từ đâu. Do Đinh Thị Nổ là coi như là cứ bơm rất nhiều, coi như 5 ngày bơm, coi như là đã như vậy. Và nếu như mà thực sự những kênh là kênh Bánh Mì Đây này, Lang Thang Đường Phố này, Chuyện Đời Thường này, Check In Sài Gòn và Sơn Sàm TV là gọi là đồng phạm đi, hay là thuộc tổ chức của cô Nguyễn Phương Hằng, thì nếu như mà cô Nguyễn Phương Hằng nói những cái điều đó ra thì chắc chắn là các anh này cũng sẽ nói theo, cũng sẽ chia sẻ theo, thì như vậy mới gọi là tổ chức chứ. Nhưng mà ngày đó ấy, thì là anh Chuyện Đời Thường này có gọi điện cho mình và anh Bánh Mì cũng nói chuyện với mình. Các anh nói là các anh tin em và các anh ấy bảo vệ mình bằng cách là các anh ấy im lặng. Đấy là sự thật. Và cho dù các chú công an là có gọi là điều tra và tìm gọi là an ninh mạng hay tìm lại những cái cuộc video đó thì chắc chắn các chú sẽ biết. Bởi vì rõ ràng đó, cái đấy là cái dấu hiệu đầu tiên. Cái thứ hai, khi mà lần đầu tiên, gọi là lần đầu tiên mình ra mình đấu tố đấy, thì cô chú anh chị và các bạn đã biết một điều rằng nó thể hiện rõ rồi, là
kênh Bánh Mì Đây, kênh Lang Thang Đường Phố, kênh Chuyện Đài Đời Thường, kênh Check In Sài Gòn, kênh Sơn Sàm TV là lên tiếng để bảo vệ mình. Trong khi cô Nguyễn Phương Hằng nói như vậy và các kênh này nói như khác thì chắc chắn nó không phải là thuộc tổ chức hay là đồng phạm được. Bởi vì tổ chức hay đồng phạm thì chắc chắn là sẽ phải theo ý nhau. Trên bảo dưới phải nghe, nó phải nhất như vậy. Đi làm cũng thế, trên nói dưới nghe thì mới gọi là tổ chức. Chứ còn tổ chức thì trên nói một đằng dưới làm một nẻo thì không phải thuộc tổ chức. Mà đây có phải là trong nội bộ gọi là nói với nhau, tôi nói ông không nghe đã là không được rồi. Mà đây tôi nói nhưng mà ông không nghe lại là đưa lên trên mạng công khai như thế. Rõ ràng cô Nguyễn Phương Hằng nói mình như vậy, nhưng mà các anh lại nói không phải như thế. Thì cô chú anh chị và các bạn đã thấy một điều rằng là họ thấy là có cái sự bất cập như vậy. Họ đi họ trải nghiệm, họ thấy là không như vậy, mà tất cả là do những cái đối tượng khác bơm rồi là nói sai đi với cô Nguyễn Phương Hằng khiến cho cô hiểu nhầm. Thì cô chú anh chị và các bạn và ngay cả các cơ quan cảnh sát điều tra, các cô chú sẽ thấy một điều rằng là đó là chắc chắn không phải thuộc tổ chức hay đồng phạm rồi với cái trường hợp đó. Chứ nói thật, trong tổ chức cũng như thế, bây giờ trong tổ chức mà gọi là trái nhau đã là không nên rồi, huống chi bây giờ lại bê lên mạng cho cả cộng đồng, cho cả thế giới thấy. Đấy không phải là một cách hoạt động của một tổ chức. Theo ở bên phía bên kia và nhiều kênh, họ lập luận rằng là chúng mày tiếp tay cho cô Nguyễn Phương Hằng bởi vì là cô Nguyễn Phương Hằng đến nhà nào thì là coi như là chúng mày cũng đến để chúng mày live stream. Thì xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn này, cái văn hóa live stream bây giờ nó tràn lan khắp thế giới rồi. Bây giờ có cái gì hay là người ta sẵn sàng là người ta cầm máy lên người ta live stream. Đấy là cái chuyện mà hết sức bình thường ở trên thế giới, chứ không phải là cái nhóm, cái tổ chức này của cô Nguyễn Phương Hằng họ hoạt động như vậy. Hay là nói là tại sao cô Nguyễn Phương Hằng đi đến đâu là đi đến đấy. Tất nhiên rồi, người ta yêu quý, người ta ủng hộ thì chả đi. Nói thật với cô chú như thế này, là sử như thần tượng của mình là Song Joong Ki đi. Bây giờ mà Song Joong Ki mà thông báo là tôi đến cái địa điểm này ở Việt Nam là mình cũng sẵn sàng là xách ba lô và đi và live stream. Cái chuyện mà yêu quý cô Nguyễn Phương Hằng và đến đấy quay live stream, đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Hay ngay cả bây giờ là có các bác ở Trung ương mà đến một địa điểm đó mà biết, thì mình cũng sẵn sàng, mình giả sử nếu được phép sẵn sàng live stream chụp ảnh, bởi vì ngưỡng mộ, bởi vì là yêu thích, bởi vì là mấy khi mới gặp một lần. Hay là mọi người thấy đặc biệt một cái sự kiện mình nhớ nhất là sự kiện mà đám tang của bác Võ Nguyên Giáp. Khi mà đi trên đường Hà Nội như vậy đông lắm mọi người ạ. Trời ơi, mình chen, mình dơ cái máy lên còn không được ấy. Hai bên đường đi qua phải nói đông nghịt người. Mọi người đến, mọi người thì các cụ ấy, các cụ thì là chảy nước mắt. Còn những người trẻ như bọn mình thì muốn ghi lại một cái khoảnh khắc nào đó rất là thiêng liêng và muốn dơ lên chụp. Hay là U23 về Mỹ Đình cũng thế, mình cũng le tay dán cờ vào má và đi quay đi chụp. Đấy là cái hành động khi mà chúng ta yêu quý một ai đó là chúng ta lên tiếng, chúng ta ủng hộ như vậy. Chứ không thể nào đánh đồng là vì những cái kênh này là đi quay đi chụp là đồng phạm. Thì đấy là cái quan điểm của mình. Bởi vì ai thì cũng sẽ thế chứ không chỉ mình cô Nguyễn Phương Hằng. Như bản thân mình thì không chỉ là mình quay cô Nguyễn Phương Hằng, mà mình ngày trước mình quay từng quay đám tang của bác Giáp mà. Và những cái người mà kiểu thích đưa tin, thích quay thì thích chụp lắm. Ngày xưa đi làm thế, gặp công ty có cái sự kiện nào đấy là cũng chụp ảnh, quay video. Đấy là mình ấy là cái thấy là cái chuyện bình thường. Đấy thì đặc biệt là mọi người thấy là cái sự việc của cô Nguyễn Phương Hằng khiến bắt tạm giam và trầm trọng thì mọi người cũng biết. Đó là do trong lúc cô say thì cô cũng đã có những cái lời về bác Mãi. Thì nếu như ai nhớ lại cái khoảnh khắc đấy thì mình luôn nhớ mọi người ạ. Bởi vì là trong cái live stream đó cô Nguyễn Phương Hằng cũng nói mình phải nói là rất gay gắt. Thì nếu như các kênh ấy, như kiểu là kênh Bánh Mì Đây, kênh Lang Thang Đường Phố, kênh Chuyện Đời Thường, kênh Check In Sài Gòn hay là kênh Sơn Sảng, nếu như mà họ là gọi là đồng phạm tiếp tay cho cô Nguyễn Phương Hằng thì ngay sau hôm sau thì chắc chắn phải là có những cái clip gọi là nói bác Mãi. Nhưng mà không, tất cả ngay cả cái anh Sơn Sàm hôm sau cũng là một cái video, là video cuối cùng về Phúc Tài Chính. Mọi người là vẫn là lên tiếng bảo vệ mình, chứ không phải là đồng phạm hay tiếp tay. Mà chỉ có duy nhất Đinh Thị Nổ, duy nhất Đinh Thị Nổ là có một clip 32 phút cũng nói xấu bác Mãi kinh khủng luôn.
Và cái video đấy là mình vẫn giữ đấy. Thì là nếu thì không thể tính là những cái kênh này trở thành gọi là những cái kênh đồng phạm hay là tiếp tay được, bởi vì rõ ràng trong cái sự việc của mình không phải là họ cứ gọi là tất cả những cái sự việc kia là nhiều người dân bức xúc thì họ cũng lên tiếng, như chuyện nghệ sĩ Sao Kê họ cũng bức xúc họ lên tiếng, như là những cái chuyện là thần y họ bức xúc họ cũng lên tiếng, nhưng không phải là cô Nguyễn Phương Hằng nói gì thì họ cũng sẽ lên tiếng theo. Một tổ chức là vậy, là bên trên giao cái gì xuống là phải nhất nhất làm theo. Nhưng mà trong cái câu chuyện của Phúc Tài Chính thì lại hoàn toàn khác. Cô Nguyễn Phương Hằng là nói như vậy nhưng mà các anh YouTube là vẫn nói theo một cái hướng là cái hướng sự thật. Bởi vì tại sao cô Nguyễn Phương Hằng cô bận mà cô để ý gì đến mình? Tất cả là cái sự bơm đặt như vậy. Các anh ấy hiểu như vậy và các anh lên tiếng là lên tiếng cho chính nghĩa, lên tiếng là lên tiếng cho sự thật, chứ không phải là cô Nguyễn Phương Hằng nói cái gì thì sẽ nói theo. Đúng ra nếu như mà là thuộc một tổ chức hay là đồng phạm ấy, thì cô Nguyễn Phương Hằng nói như vậy là cũng sẽ lên nói xấu mình và coi như nói xấu Bác Mãi. Nhưng mà các anh này có vậy đâu, chỉ có riêng mỗi Đinh Thị Nộ là có clip nói xấu Bác Mãi thôi, chứ còn lại là nhất nhất là không có, nhất nhất là không có luôn. Thì hy vọng những cái gì mình chia sẻ ở đây là cơ quan chức năng, cơ quan điều tra đang điều tra hay an ninh mạng có thể nghe thấy đây là câu chuyện thật. Và nếu như mà các chú có thể là chưa tin thì hoàn toàn có thể là chiết xuất các máy gọi là cái tin nhắn hay là video call, tất cả mọi như thế. Ngay khi mà đợt đấy là anh Bánh Mì và anh Chuyện Đời Thường cũng nhắn tin cho mình là anh tin em và các anh hiểu và các anh lựa chọn, đầu tiên các anh sự lựa chọn sự im lặng để bảo vệ mình, tiếp theo là anh ấy, các anh ấy đều lên tiếng đồng loạt để bảo là gọi là không phải bảo vệ mình mà gọi là bảo vệ cái sự thật. Khi mà các anh ấy biết đó là sự thật thì các anh lên tiếng, chứ thực ra là anh em cái hồi đấy cũng chưa phải là thân nhau lắm, nhưng mà lên tiếng cho sự thật. Thì cái ở đây mình muốn truyền đạt một điều là gì, YouTuber cũng như người dân thôi, mà người dân từ người dân để mới có YouTuber. Bản thân mình là một người dân đây, trước đó làm gì có ai biết tới đâu, mình chỉ là loanh quanh cái công việc của mình trong một cái cộng đồng rất là nho nhỏ của mình thôi. Nhưng mà khi mà người dân bức xúc, người ta lên tiếng thì bắt đầu là người ta lên tiếng và người ta yêu quý và người ta ủng hộ cô Hằng. Mà bây giờ không phải chỉ có mình cô Hằng mà bây giờ yêu quý và ủng hộ thần tượng, bây giờ đảm bảo xong dòng tìm mà về kiểu gì Phúc Tài Chính đi live stream. Vì vậy nên là nhiều người như thế, hay là các nghệ sĩ cũng thế, họ đi biểu diễn, họ ca hát ở đâu thì fan họ cũng đến quay video, quay phim thôi, đấy là cái chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà không thể đánh đồng là vì chúng mày đến quay nên là chúng mày thành tội phạm hay là như cái bên kia đã nói. Và bây giờ là cơ quan cảnh sát điều tra đang điều tra. Thì hy vọng rằng những cái gì Phúc Tài Chính chia sẻ ở đây, nếu các chú cơ quan cảnh sát điều tra, nếu các chú nghe được thì các chú có thể là xem xét đến cái trường hợp của Phúc Tài Chính. Nói thật với cô chú là cứ xem xét cái trường hợp của Phúc Tài Chính là sẽ ra ngay là có tổ chức hay không. Chắc chắn là vậy, nếu như một tổ chức không ai làm như vậy mọi người ạ. Có thể họ sẽ xích mích nha, nhưng mà họ sẽ ngồi lại với nhau, họ sẽ là chỉ đạo, họ sẽ phải là hòa hoãn, họ sẽ phải là làm sao cho nó nhất nhất. Nhưng mà đây đâu, đúng không ạ? Bây giờ bảo là đồng phạm với cô Nguyễn Phương Hằng, bảo là cô Nguyễn Phương Hằng là có tổ chức. Mà bây giờ cô Nguyễn Phương Hằng, cái sự việc của mình, cô Nguyễn Phương Hằng nói một đằng là boy, con như mọi người là nói một nẻo. Thì đây đâu phải là tổ chức. Tổ chức mà hoạt động như vậy, chắc chắn một điều là không có một cái tổ chức nào mà hoạt động như vậy. Ngay cả đến học sinh lớp 1 cũng không hoạt động như thế chứ. Bây giờ lớp trưởng đi, các cháu lớp 1 đi, lớp trưởng mà hô là quay trái là mọi người quay trái. Chứ bây giờ lớp trưởng mà lại hô quay trái mọi người quay phải thì nó lại không được, đúng không ạ? Thì không một cái tổ chức nào lại hoạt động như vậy. Không tổ chức nào mà bên trên thì là cái người bên trên nói một đằng còn phía dưới lại nói theo một kiểu khác được. Không có một tổ chức nào hoạt động như thế. Thì từ đó chúng ta mới thấy được một điều rằng là các kênh YouTube này có thuộc tổ chức hay là đồng phạm của cô Nguyễn Phương Hằng hay không. Đây nó không phải thuộc là tổ chức, mà đây là gì? Những cái gì đúng người ta lên tiếng, cái gì sự thật người ta lên tiếng, chứ không phải là ngậm tiền hay là im lặng hay là gì cả. Vì vậy nên là với cái thông tin này, nếu như thực sự các cô, các chú công an đang điều tra về 11 kênh YouTube, trong đó các kênh Bánh Mì, Lang Thang Đường Phố, Chuyện Đời Thường, Check In Sài Gòn này và Sơn Sàm TV, thì đấy là những cái kênh mà Phúc Tài Chính đã từng tiếp xúc, đã từng nói chuyện và đã có những cái trải nghiệm và những cái sự kiện như vậy.
thì hy vọng rằng là cô chú, anh chị và các bạn có thể chia sẻ video này. Và thêm một chi tiết nữa, đó chính là các kênh YouTube thì nó cũng như kiểu là một trang tin tức, là họ đưa tin, có tin thì họ đưa. Và bây giờ cô chú anh chị thấy đấy, khi mà cơ quan cảnh sát điều tra và làm việc rồi, khi mà mọi thứ nó kín như bưng rồi thì cũng không có tin để đưa. Và mọi người thấy đấy, là các anh em là dần dần là đưa ít tin đi. Bởi vì có tin không mà đưa, bởi vì cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra là sẽ kín. Chỉ có cái con Bùi Thanh Quỳnh Như là nó gọi là nó hâm hâm thì suốt ngày nó lên nó giật tít thôi. Nhưng bây giờ là hết giật rồi. Sau khi làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra thì đã hết giật rồi, chứ còn lại là tin tức là sẽ không có. Và hôm nay thì mình cũng nghe cái clip của anh Chuyện Đời Thường đấy, anh cũng nói là bây giờ tin tức không có thì anh ấy cũng xin phép dừng drama. Thì chỉ đơn giản là những cái kênh đưa tin, và bây giờ hết tin thì họ cũng đưa ít đi và họ không đưa nữa. Chứ cũng không phải là nếu mà thực sự là thuộc tổ chức thì phải chiến đấu, phải tranh đấu, phải đi dẫn dắt dư luận mạnh mẽ chứ, đúng không ạ? Nhưng mà thực sự nó là những cái cá thể, nó là những cái cá nhân, cảm thấy lên tiếng thì lên tiếng thôi. Chứ một xã hội mà bây giờ mà không lên tiếng thì nguy hiểm. Ngay cả cái chuyện từ thiện của các nghệ sĩ cũng thế. Nếu như không có cái sự mạnh mẽ lên tiếng, nếu như không có những người gọi là chuyên ngành họ lên tiếng, nếu như không có những cái người mà họ làm những cái việc là họ thấu hiểu được nhiều chuyện, nhiều cách làm mà họ không lên tiếng, thì suy cho cùng thì người dân bị lừa hết à? Cái việc lên tiếng là chính xác. Cái việc mà người ta yêu quý một ai đó, người ta yêu quý cô Nguyễn Phương Hằng, thì người ta muốn gặp cô Nguyễn Phương Hằng, thì cô Nguyễn Phương Hằng bảo thông báo tôi đến chỗ này, thì họ đến để họ gặp gỡ thần tượng. Đôi khi nhá, người ta đã yêu quý, người ta chỉ cần nhìn một lần thôi là người ta cảm thấy hạnh phúc rồi. À, với video này, khi Phúc Tài Chính chia sẻ về Bánh Mì Đây, Lang Thang Đường Phố, Chuyện Đời Thường, Check In Sài Gòn và Sơn Sàm TV, thì đó là những câu chuyện thực tế để hy vọng rằng có thể trở thành một điều xem xét khi cơ quan chức năng điều tra. Bởi vì với cái hiện tượng trong cái sự việc của Phúc Tài Chính thì hành động của các kênh đó hoàn toàn là không thuộc một cái tổ chức cơ quan điều tra có thể xem xét trong cái sự việc của Phúc Tài Chính. Và ý kiến của mọi người như thế nào, hãy comment cho Phúc Tài Chính biết nha. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn.